thì Học viện EFC Singapore là một trong những trường tư hàng đầu của Singapore, được sáng lập bởi những nhà quản trị doanh nghiệp hàng đầu của châu Á với mục tiêu là đào tạo nên những thế hệ doanh nhân xuất sắc. Thì tại đây sinh viên được hướng dẫn và cố vấn bởi những nhà kinh doanh tầm cỡ trong mạng lưới của EFC về kinh nghiệm thực tiễn. Thì EFC tập trung đào tạo những lĩnh vực cơ bản như là doanh nghiệp, quản trị khách sạn, tài chính và đầu tư. Thì Học viện EFC là một trong những trường đầu tiên vinh dự được chứng nhận cao nhất về giáo dục là 4 năm EFTRUST. Thì ngoài chứng nhận SQC, Học viện EFC là trường đầu tiên tại Singapore đạt chứng nhận SOCLAS. Thì nếu mà các bạn muốn học chuyên ngành du lịch khách sạn thì các bạn đừng chần chừ, hãy chọn ngay EFC Singapore. Thì về học phí, ví dụ như trường hợp các bạn là chưa có anh văn thì các bạn sẽ được làm bài kiểm tra anh văn để xem mức độ anh văn của mình như thế nào. Thì học tối đa là 8 tháng với mức học phí là 7.000 đô la Singapore. Về chương trình cao đẳng nâng cao của ngành quản lý du lịch khách sạn, thời gian học sẽ là 18 tháng và học phí sẽ là 16.500 đô la Singapore, sẽ được chia làm 2 lần đóng. Về cử nhân của ngành du lịch khách sạn, thời gian học sẽ là 12 tháng và học phí là 13.500 đô la Singapore. Về chương trình thạc sĩ của ngành du lịch khách sạn, thời gian học là 18 tháng và học phí là 16.500 đô la Singapore. Khi đi du học thì các bạn học sinh cần phải chuẩn bị rất là nhiều thứ và chi phí du học luôn là mối quan tâm hàng đầu, không chỉ là phí mà còn là chi phí sinh hoạt, chi phí tiêu dùng cá nhân, chi phí nhà ở. Vậy khi du học Singapore thì các bạn học sinh cần chuẩn bị số tiền như thế nào để đủ chi trả những khoản này? Thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về vấn đề này. Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn đó là về chi phí du học Singapore. Thì khi tính toán bắt đầu lên kế hoạch thì bạn cần tính đến các khoản chi tiêu như là tiền thuê nhà, tiền ăn, đồ đạc, tiền tàu xe, quần áo, điện thoại, sách vở và đồ dùng, bảo hiểm y tế và các khóa và các chi phí cá nhân khác. Mỗi sinh viên nước ngoài ở Singapore tiêu trung bình từ 800 tới 1.000 đô la Singapore một tháng. Tùy vào mức chi tiêu từng học sinh mà chi phí này sẽ khác nhau, nó phụ thuộc vào cách sinh hoạt và chi phí khóa học của từng người. Dưới đây là các cái chi phí Tân Đại Dương đã ước tính và các sinh viên phải chi trả hàng tháng. Tiền thuê nhà khoảng 300 cho tới 400 đô la Singapore. Tiền thuê nhà cũng khác nhau tùy vào khu vực, tùy theo loại nhà và số người cùng ở. Thứ hai đó là tiền ăn từ khoảng 300 cho tới 450 đô la Singapore, tính trên cơ sở là 10 cho tới 15 đô la cho 3 bữa ăn một ngày. Về vật dụng thì khoảng 50 cho đến 80 đô la Singapore. Về giao thông công cộng là khoảng 20 cho đến 100 đô la Singapore, khác nhau tùy theo loại thẻ mà học sinh sử dụng. Và về điện thoại thì từ khoảng 30 đô la Singapore. Về sách vở, đồ dùng thì khoảng 30 cho đến 100 đô la Singapore. Thì bảo hiểm y tế là từ 5 cho tới 8 đô la Singapore. Về chi phí cá nhân là khoảng 100 cho tới 200 đô la Singapore, bao gồm quần áo, vệ sinh, giải trí, cắt tóc, tập hóa v.v. Lưu ý, mức phí này Tân Đại Dương xin đưa cho các bạn chỉ để tham khảo, thì có thể thay đổi giá tiền theo thời điểm bạn đăng ký du học Singapore. Thì để chi tiết hơn